Gimme Luxury Now là một phiên bản nâng cấp từ bộ Gimme truyền thống. Đây là một trong những siêu phẩm, một bí quyết dưỡng trắng da, phân hủy nám tận gốc, kháng viêm và điều trị mụn bằng công nghệ chuẩn spa hàng đầu Hàn Quốc. Với sự kết hợp tinh tế giữa công nghệ hiện đại và các thành phần chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên quý giá 100%, sẽ mang lại cho chị em chúng ta một làn da được tái sinh nhanh chóng, một làn da trắng sáng mịn màng, săn chắc, mờ nám sạm tàn nhang và trị mụn cũng rất là hiệu quả. Phía sau sản phẩm có đầy đủ các thông tin các chị em có thể tham khảo nhé. Một bộ sản phẩm như thế này thì gồm có 5 món, bao gồm sữa rửa mặt, toner, serum, kem ngày và kem đêm. Rất là đầy đủ nên khi xài bộ sản phẩm này các chị em không cần phải xài thêm bất kỳ một sản phẩm nào khác ở bên ngoài nữa đâu ạ. Đây là lọ kem ban đêm, dung tích là 30 g, bên ngoài nó có chữ là Gimme Luxury Gentering. Đấy, có hai cái tem dán vào lọ rất là chuẩn chỉ, rất là chắc chắn nha. Công dụng của lọ kem đêm này là phân giải sắc tố melanin, làm mờ nám tàn nhang, mờ thâm mụn, dưỡng trắng da, trẻ hóa da rất là tốt. Trong quá trình chúng ta ngủ thì da của chúng ta sẽ được kem thẩm thấu vào tận sâu bên trong để phá hủy các cái sắc tố melanin. Đồng thời nó còn có công dụng là điều trị mụn, ngăn ngừa mụn, kháng viêm và hiệu quả trị mụn nó cực kỳ là tốt luôn. Chiết xuất từ hoa thủy tiên, lúa mạch, nọc ong, nấm tuyết, dầu cám gạo, rễ cây ngải cứu, dầu hạt hoa rum, nấm lên men, tảo biển nhật, phúc bồn tử, rễ cắt cánh, allantoin, glycerin, adenosine, vân vân rất là nhiều. Lọ tiếp theo là lọ kem ban ngày. Dung tích cũng là 30 g, bên ngoài có chữ là Gimme Luxury Beauty Ink. Các chị em nhìn vào chữ để phân biệt hai lọ này với nhau nhé. Lọ này cũng chính là lọ kem chống nắng với chỉ số chống nắng là 50 cộng. Có công dụng là bảo vệ làn da của chúng ta khỏi tác hại của tia UVA, UVB của ánh sáng xanh từ các thiết bị điện tử như là máy tính, điện thoại, vân vân. Đồng thời nó giúp trắng da, làm mờ nám tàn nhang, kháng viêm và điều trị mụn cực kỳ là tốt. Thành phần chiết xuất quả đào, chiết xuất vỏ cây thông đỏ, phúc bồn tử, bơ hạt mỡ, glycerin, niacinamide, titanium dioxide, dioxide, đây là hai thành phần chống nắng đấy các chị nhé. Betaine, vitamin E, vitamin K, vân vân. Tiếp theo nữa là lọ serum dung tích là 40 ml. Bên ngoài nó có chữ là Gimme Luxury Tendering Serum. Lọ sản phẩm này có công dụng chính là cấp ẩm, dưỡng ẩm, nâng cơ cho làn da của chúng ta, xóa nhăn, mờ nám, tàn nhang. Nó kích thích làn da của chị em chúng ta sản sinh collagen và elastin, giúp giảm nhăn, mờ, sẹo cực kỳ tốt luôn ạ. Thành phần của nó là chiết xuất từ rau sam, chiết xuất táo, phúc bồn tử, rau má, nấm lên men, glycerin, protein, collagen tươi, vitamin B5, vân vân. Tiếp theo đó là lọ toner có chữ bên ngoài là Gimme Luxury Beauty Ink Toner. Các chị em nhìn chữ để phân biệt hai lọ với nhau ạ. Thành phần là nước hoa hồng, chiết xuất rau má, rễ cây bạch mai, hoa hồi, hoa kim ngân, cây phỉ, vitamin B3, allantoin, vitamin K, vân vân. Công dụng chính của lọ này là cấp ẩm cho làn da của chúng ta, cân bằng làn da của chúng ta trở về trạng thái bình thường để làm bước tiền đề hấp thụ các cái lọ kem tiếp theo ạ. Lọ cuối cùng đây là lọ sữa rửa mặt dung tích là 100 ml. Với công dụng là làm sạch sâu trong lỗ chân lông, loại bỏ bụi bẩn tạp chất bên trên da mặt của chúng ta. Trên đầu của cái lọ sữa rửa mặt này nó có cái đầu massage, các chị em có thể dùng để massage da mặt của mình luôn nhé. Giúp da mặt của chúng ta sạch sẽ, giảm tiết dầu nhờn và không làm khô da nha. Chiết xuất của nó là gồm bột ngọc trai, nhân sâm, lá tế tô Hàn Quốc, chiết xuất trà xanh, chiết xuất cây ngân hạnh, cây hoa tiêu, hoa mẫu đơn, hoa kim ngân, phúc bồn tử, rau má và rất là nhiều các cái dược chất chất khác nữa. Các chị em có nhu cầu mua hàng thì vui lòng liên hệ với em Năm qua số hotline 0359 447 339. Khi các chị nhận hàng thì em Năm sẽ cho các chị mở cái tem bên hông ra để kiểm tra các lọ bên trong, kiểm tra tem lọ chuẩn chỉ thì các chị mới nhận hàng và thanh toán nhé. Đấy, cái tem chuẩn khi nào nó cũng màu bạc sáng, sắc nét này.
thấy hạn sử dụng của nó cũng rất là sắc nét nha.